Mời quý khán giả đến với thông tin thời tiết. Sang hôm nay thì dự báo mưa ở Cần Thơ cũng như các nơi khác tại Nam Bộ như thế nào chị Phương Ly? Dạ vâng, xin chào ngày mới quý vị khán giả. Hôm nay thì khả năng là mưa có xu hướng gia tăng về diện ở khu vực ven biển của phía Đông và các tỉnh thành của miền Tây đó ạ. Theo dự báo thì chiều tối nay Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa và cục bộ sẽ có các điểm mưa to tương ứng với màu xanh lá như trên bản đồ này. Khả năng là vùng mưa lớn tập trung ở khu vực phía Bắc như tỉnh Đồng Nai, Bình Phước và tập trung ở các tỉnh ven biển của phía Đông như tại Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau. Quý vị chúng ta lưu ý là trong cơn dông dễ có gió giật mạnh, lốc, sét cũng như là mưa đá. Không chỉ vậy thì mưa dồn dập trong thời gian ngắn có thể gây ra tình trạng ngập úng ở các vùng trũng thấp. Để tránh bị chết máy khi mà đi qua đường ngập thì quý vị chúng ta lưu ý giữ đều ga, chặt tay lái và không phanh gấp. Bên cạnh đó thì tránh xa những chiếc xe có trọng tải lớn vì chúng sẽ tạo ra những sóng nước có thể tràn vào ống xả xe máy, đồng thời là khiến cho người điều khiển xe máy mất lái. Trước khi chuyển mưa thì dự báo trong buổi sáng ngày hôm nay, hầu khắp khu vực Nam Bộ vẫn sẽ có những khoảng nắng gián đoạn. Như tại Biên Hòa, Tây Ninh, Châu Đốc, nắng nóng với mức nhiệt là 35 độ C. Còn tại Cao Lãnh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Sóc Trăng và các nơi khác phổ biến với mức nhiệt là 32 đến 34 độ C. Dự báo là trạng thái sáng nắng, chiều tối có mưa dông không chỉ xảy ra trong ngày hôm nay mà còn kéo dài trong 2 ngày đầu tuần tới tại Cần Thơ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 32 đến 33 độ C. Quý vị chúng ta lưu ý là mưa về chiều thì dễ kèm theo dông gió mạnh. Về thời tiết tại đảo Phú Quốc trong ngày hôm nay, dự báo là trời vẫn sẽ có nắng từ sáng cho tới trưa, nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C. Quý vị chúng ta lưu ý là về chiều tối thì trời có mưa dông, đến đêm thì trời sẽ tạnh ráo, mức nhiệt hạ xuống thấp nhất là còn 27 độ C, trời mát. Quý vị chúng ta có các lịch trình ra vào các đảo tại vùng biển từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau, Kiên Giang thì hôm nay cần chú ý theo dõi sát thông báo từ bến tàu, nhà cảng để chủ động sắp xếp kế hoạch của mình. Bởi dự báo là có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng đi kèm với lốc xoáy và gió giật mạnh. Độ cao sóng là từ 1 cho đến 2 mét.